Đang ghi hình thì Hoàng thượng vào phá đám, lỡ miệng chửi thề khi đang trên sóng trực tiếp. Hay thậm chí MC cũng phải bó tay vì đồng nghiệp ngang nhiên xem clip nóng ngay khi đang ghi hình. Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Tô Khám Phá. Các bạn thân mến, thực tế thì sự cố luôn hiện hữu xung quanh chúng ta. Và chỉ cần chúng ta mắc một cái lỗi ngớ ngẩn nhỏ nhỏ nào đó thôi trước mặt mọi người thì đã cảm thấy vô cùng xấu hổ, muốn tìm tạm một cái lỗ nào đó để chui xuống rồi. Thế nhưng mình dám cá rằng những sự cố đó chỉ là con muỗi đối với những sự cố xảy ra trên sóng truyền hình. Bởi vì tất cả sự hớ hênh, vụng về hay xấu hổ đều được show ra cho bản dân thiên hạ thấy. Và tiếp nối series những sự cố dở khóc dở cười xảy ra trên sóng truyền hình thì ngay bây giờ các bạn hãy cùng với chúng mình chuẩn bị một tinh thần để cười một trận đã đời nhé! Chiếc áo phản chủ. Miley Cyrus là nữ ca sĩ nổi tiếng với những MV và phong cách ăn mặc cực kỳ nổi loạn. Thế nên thiết nghĩ cái sự cố về trang phục là chuyện một sớm một chiều mà thôi. Gần đây nhất phải kể đến đó là sự cố trong đêm nhạc trực tiếp đêm giao thừa tại Miami. Chuyện là chỉ 5 phút sau thời khắc chuyển giao năm cũ và năm mới, khi đang diễn rất hăng lại bản hit We Can't Stop và chuẩn bị chuyển bài thì nữ ca sĩ đã gặp phải sự cố trang phục không ngờ. Chiếc áo màu bạc sexy bất ngờ đứt quai và bị tụt xuống. Thế nhưng, cách mà nữ ca sĩ sinh năm 1992 xử lý lại khiến cho sự cố đầu năm mới quay ngoắt 180 độ. Ngay lập tức, cô nàng đã quay lưng lại, nhường sân khấu cho đội hát bè và dàn nhạc để lui vào hậu trường xử lý tình huống. Miley Cyrus đã quay lại sân khấu với chiếc áo màu đỏ rực để chữa cháy cho sự cố tụt áo dù chưa kịp mặc nội y bên trong. Rất may là nhờ sự chuyên nghiệp và nhanh nhạy trong xử lý tình huống của Miley Cyrus đã không làm phần biểu diễn bị gián đoạn. Thật đỉnh của chóp mà đúng không nào các bạn? Làm gì có ai tỉnh như sáo để xử lý sự cố một cách trơn tru như thế này cơ chứ? Cuối chương trình, giọng ca sinh năm 1992 đã nói lời cảm ơn đến khán giả và không ngại nhắc đến sự cố vừa xảy ra. Cô mong rằng mọi người hãy luôn giữ vững tinh thần như cô để khởi đầu một năm mới hoàn hảo, nhiều năng lượng hơn. Dù sao thì chúng ta hãy cứ luôn sẵn sàng trước những điều không ngờ tới. Và thay vì coi đó là vấn đề thì hãy xem chúng là một cơ hội đúng không nào các bạn? Nếu cũng đồng quan điểm này thì đừng quên bão like và share video ngay cho top 1 chúng mình nhé! Đang ghi hình thì bị Hoàng thượng phá đám. Chắc chắn các bạn đều biết, việc làm tại nhà trong thời điểm dịch bệnh bùng phát vừa rồi thì ai nấy cũng đều có những đặc quyền nhất định đúng không? Có thể là chúng ta sẽ thoải mái chơi đùa thư giãn nhiều hơn, thậm chí là chơi đùa cùng thú cưng. Thế nhưng, đôi khi, những chú boss này lại chính là nguyên nhân đem đến nhiều rắc rối cho chủ nhân của nó. Và đây chính xác là trường hợp của MC dự báo thời tiết Jeff Lyons từ kênh WFIE TV. Chuyện là trong một lần quay bản tin thời tiết tại nhà và gửi cho đạo diễn thì cô mèo Betty của Jeff cứ loay hoay dưới gầm bàn và nằng nặc đòi được bế. Nhận ra tình hình và có lẽ cũng vì quá yêu động vật, đạo diễn đã yêu cầu MC cho mình gặp ngay Hoàng thượng. Và thế là nam MC đã không biết rằng đạo diễn giữ nguyên cả hình ảnh chú mèo trong bản tin này. Dù chỉ xuất hiện ít ỏi vài giây cuối chương trình nhưng cô mèo Betty thậm chí còn chiếm spotlight hơn cả người chủ của mình. Ngay khi clip có sự góp mặt của vị khách không mời được công khai trên mạng xã hội, chương trình dự báo thời tiết của Jeff cũng ngày càng nhiều người xem hơn, thậm chí là có cả khán giả của nhiều nước khác. Một số khán giả vì quá mê mẩn Hoàng thượng mà đã không ngần ngại gửi đến Jeff những yêu cầu kỳ cục. Họ muốn Jeff hãy cho Betty xuất hiện trong chương trình thời tiết. Chà chà, thế này thì rõ ràng là họ muốn ngắm nghía Betty chứ không quan tâm đến thông tin thời tiết mà Jeff đang dẫn đúng không? Nhân danh một người có niềm đam mê Hoàng thượng thì top 1 chúng mình xin khẳng định yêu cầu này thật sự đáng yêu và hoàn toàn có thể dễ dàng thông cảm được. Chú mèo Betty từ đó cũng được gọi với cái tên rất chuyên ngành, đó là mèo thời tiết. Đứng hình vì bàn tay tội vạ. Đó là tình huống bất ngờ xảy ra trong chương trình thể thao của kênh Fox News Channel. Theo đó, khi nữ phát thanh viên người Argentina Alina Moan đang bình luận về Thế vận hội sắp diễn ra ở Brazil cùng đồng nghiệp Maxi Palma thì bất ngờ, không biết vô tình hay cố ý, nhưng cánh tay không kiểm soát đã khiến cô rơi vào tình huống dở khóc dở cười. Chiếc váy bị kéo tóc lên để lộ cả quần bên trong ngay trên sóng truyền hình. Dù vậy thì rất nhanh sau đó, Alina đã nhanh chóng kéo váy xuống và tiếp tục chương trình. Rất nhanh và gọn lẹ đúng không? Đến mức cả đồng nghiệp dẫn cùng với cô cũng không hề nhận ra và vẫn tiếp tục hướng về phía ống kính cơ mà. Cô nàng MC xinh đẹp cũng không hề tỏ ra xấu hổ về sự cố lộ hàng trước ống kính, bởi ngoài công việc dẫn chương trình thể thao cho Fox News, cô nàng tóc vàng còn là người mẫu nội y cho thương hiệu Chelou. Clip về sự cố ngay sau đó cũng được viral trên các trang mạng xã hội. Nhiều người cho rằng đó chỉ là sự việc không may. Song, một số người xem kỹ tính cũng đặt ra câu hỏi liệu có phải sự cố này được dàn xếp trước hay không, vì đây không phải là chương trình trực tiếp. Biên tập có thể cắt ghép để sự cố này không show lên các phương tiện truyền thông mà đúng không? Còn các bạn thấy đây là sự cố hay là một sự dàn xếp để câu view?
Hãy comment chia sẻ ý kiến của mình xuống dưới phần bình luận nhé. Và tiếp theo, một tình huống dở khóc dở cười không kém đã xảy ra ngay tại sóng truyền hình của Việt Nam chúng ta. Chiếc ghế nghiệt ngã. Có thể nói được công tác tại đài truyền hình VTV là ước mơ của không ít người. Và dĩ nhiên cũng chẳng ai có thể lường trước hết được những tình huống bất ngờ có thể xảy ra trong mỗi lần lên sóng. Và tình huống cách đây không lâu tại sóng truyền hình VTV là một ví dụ. Lần này thì không phải là MC bật cười hay một đôi bông tai nào đó rơi xuống. Sự việc lần này thậm chí còn éo le hơn nhiều. Chẳng là trong bản tin Cuộc sống thường ngày của VTV24, lên sóng vào 18 giờ thường ngày, một chiếc ghế không hiểu được tác động vật lý từ đâu, nó đã tự động chạy ngang qua khung hình. Ở thời điểm đó, camera đang lấy góc rộng để thấy toàn cảnh trường quay, nên chiếc ghế nghiệt ngã này đã bất đắc dĩ trở thành sự cố ngoài ý muốn khi lên hình. Dù vậy thì thái độ của hai MC lại khiến cho cộng đồng mạng tâm phục khẩu phục, đúng là chuyên nghiệp hết phần người ta. Hai chị MC vẫn bình thản như chưa từng có sự cố gì xảy ra vậy. Cư dân mạng cũng hết sức trầm trồ vì sự chuyên nghiệp của họ. Nhiều người còn để lại bình luận theo kiểu: nếu là tôi thì cười luôn trên sóng mất. Còn top 1 thì cũng phải công nhận rằng hai MC nhịn cười rất là giỏi. Các bạn thì sao nhỉ? Đừng quên comment suy nghĩ của mình về tình huống hài hước có 102 này nhé. Lỡ miệng chửi thề. Sự cố hy hữu tiếp theo đến từ vị trí của biên tập viên Lê Bình, cũng từ trường quay của đài truyền hình Việt Nam. Theo đó, sau hơn 4 phút trao đổi cùng với phóng viên, biên tập viên Lê Minh, người trực tiếp đưa tin từ Mỹ, cùng khách mời đó là tiến sĩ Lê Hồng Lam, cố vấn kinh tế Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ. Không biết vì lý do trục trặc âm thanh thế nào mà trong khoảng hơn 10 giây vẫn là cảnh hai người đang đứng nhìn như vậy, chỉ có hình ảnh nhưng tiếng lại bị tắt. Ngay sau khi xử lý xong sự cố, biên tập viên Lê Bình đã gửi lời cảm ơn đến tiến sĩ Lê Hồng Lam và biên tập viên Lê Minh, đồng thời xin được chuyển sang những tin tức khác. Thế nhưng ngay sau đó, có vẻ vì muốn cứu nguy cho khoảng lặng vừa nãy, tiến sĩ Lê Hồng Lam lại tiếp tục phát biểu thêm một số nhận định liên quan. Và dù cho thời lượng đáng nhẽ đã phải chuyển sang phần tin tức khác, song chương trình vẫn tiếp tục phát sóng phần trao đổi của phóng viên tại Mỹ và khách mời. Và có lẽ sự thiếu nhanh nhạy của ekip đã khiến cho nữ biên tập viên tức giận. Cô cau mày, vẫy tay và buột miệng. Dù ngay sau đó, ekip đã kịp thời xử lý. Song có lẽ, nữ biên tập viên cũng ý thức được sự cố không hay vừa rồi nên cô tỏ ra khá mất bình tĩnh và liên tục mắc phải nhiều lỗi đọc vấp sau đó. Sau sự cố này, biên tập viên Lê Bình cũng đã chính thức đưa ra lời xin lỗi và mong khán giả thông cảm. Rất nhiều người tỏ ra bất bình, nhưng một số khán giả thoáng tính lại coi đây chỉ là một tai nạn nhỏ không đáng bị chỉ trích. Dù sao thì đây cũng là một kinh nghiệm xương máu cho tất cả các MC dẫn trực tiếp mà đúng không? Ngượng chín mặt vì đồng nghiệp ham vui. Trong một chương trình bản tin cuối ngày tại nước Anh, người xem đã không khỏi ngó lơ khi phía sau MC dẫn xuất hiện một màn hình kỳ lạ. Một nam nhân viên được cho là đã vô ý xem một clip không nên xem. Không chỉ MC, anh nhân viên đen đủi này dường như vì quá ham vui mà không hề biết màn hình của mình đã bị lọt rõ nét vào khung hình của show dẫn. Anh thậm chí còn đeo tai nghe và bình tĩnh xem clip như không hề có chuyện gì. Video phát sóng này ngay sau đó đã bị chia sẻ rộng rãi khắp mạng xã hội. Rất nhiều người xem đã sửng sốt bởi sự lơ là và làm ăn thiếu chuyên nghiệp của ekip. Thậm chí có khán giả đã không khỏi bức xúc mà thốt lên rằng thật sự quá là dơ giấy, họ đã làm hỏng một chương trình hay như vậy. Các từ khóa liên quan đến chương trình này cũng ngay lập tức trở thành chủ đề bàn tán trên nhiều trang mạng của anh. Đại diện nhà đài cũng khẳng định họ sẽ kiểm tra và xử lý nghiêm sự cố lần này. Đùa chứ, cái ông này cũng thật là có gì thì về nhà đóng cửa mà xem, chứ ai lại sơ ý như thế này. Vô hình trên màn ảnh. Bạn sẽ cảm thấy như thế nào nếu bản thân bị nhạt nhòa giữa đám đông nhỉ? Thực tế thì chẳng ai muốn mà đúng không? Thế nhưng, nổi bật một cách gây hỗn loạn thị giác thế này thì chắc chắn đây không phải là điều mà nữ MC này mong muốn. Đó là cô Liberty Chan, một MC nổi tiếng của nhà đài KTLA tại Los Angeles, Mỹ. Chuyện là trong một show dẫn thời tiết cách đây không lâu, cô Chan đã diện một chiếc váy trắng với họa tiết màu đỏ chạy dọc thân váy. Tưởng chừng chiếc váy sẽ giúp cô nổi bật hơn. Thế nhưng, ngay khi xuất hiện trên khung hình, cô Chan đã hoàn toàn bị nuốt chửng bởi phông nền phía sau. Không chỉ riêng cô Chan, bản tin thời tiết đã phức tạp, nay còn rối rắm hơn vì sự đan xen của các họa tiết màu đỏ trên thân váy của nữ MC. Thật là oái oăm mà đúng không? Thật may là anh đồng nghiệp tâm lý đã cứu nguy cho cô bằng chiếc áo khoác của mình. Nữ MC ngay sau đó đã bình tĩnh, nhảy múa và tạo dáng cùng chiếc áo cứu nguy quá khổ. May mắn hơn đó là chương trình này cuối cùng đã kết thúc một cách suôn sẻ. Các bạn thấy đấy, dù là bằng cách nào thì những MC, phóng viên dẫn trực tiếp đều chuyên nghiệp xử lý tình huống một cách gọn lẹ đúng không? Các bạn thân mến, vừa rồi là 7 tình huống chớ trêu giờ khóc giờ cười trên sóng truyền hình. Có thể nói, hầu hết tất cả đều nằm ngoài tầm kiểm soát của MC, phóng viên lẫn cả ekip.
Có tình huống thì chắc chắn họ chỉ muốn giấu nhẹm đi vì quá xấu hổ. Xong, cũng có những tình huống hài hước, đáng yêu như chú mèo Betty chiếm spotlight chẳng hạn. Dù sao thì họ cũng giống chúng ta là những người bình thường. Thực tình thì chẳng ai muốn phạm lỗi đâu các bạn ạ. Và top 1 chúng mình hy vọng video clip ngày hôm nay sẽ thật sự mang đến những phút giây thư giãn thoải mái cho tất cả các bạn. Và nếu như các bạn cảm thấy video clip ngày hôm nay thú vị hay ho thì đừng quên ủng hộ chúng mình bằng cách like, share video, sau đó subscribe kênh Top 1 Khám Phá và nhấn nút chuông thông báo nho nhỏ bên cạnh để cập nhật nhanh nhất những video mới. Trên màn hình chúng mình có để lại những video có liên quan mà các bạn không nên bỏ lỡ. Hãy click vào để xem ngay. Còn bây giờ như thường lệ, xin chào và hẹn gặp lại!